Em và ảnh quen nhau hơn một năm Hai bên gia đình đều biết tụi em Yêu nhau Đột nhiên ảnh quay về với người yêu cũ Em rất là sốc Bên phía gia đình ảnh đã kích và không chấp nhận Được anh ấy quay về với người yêu cũ Anh ấy quay lại với em Anh ấy nói lời sai và xin lỗi em Rồi nín đó luôn Không biết gì hết Bây giờ à dưới này tiếp tục Bây giờ em rất mơ hồ Và không nên biết làm thế nào để xây dựng lại cảm giác yêu Em bây giờ chỉ cần biết là xoa cồn vào tay rồi phải nhớ xoa tay vào cồn là được rồi trời ơi em ơi ở đây nha khi mà em và anh ta có quan hệ tình cảm hơn một năm việc gia đình anh ta biết em gia đình hai bên biết hai người yêu nhau không có giá trị gì trong cái quan hệ tình cảm nha đừng dùng cái đó như là một yếu tố có giá trị cái đó không quan trọng không liên quan gì luôn rồi đột nhiên anh ta quay lại với người yêu cũ thì cái yếu tố đó nó nói lên là cái cái cảm giác của anh ta dành cho em không lớn sau một năm đó anh lặp lại nha nếu như quan hệ tình cảm với em một năm làm cái giống gì thì không biết nhưng mà đột nhiên anh ta quay về với người yêu cũ thì có thể nói là ở cái thời gian anh ta quay về người yêu cũ là cái cảm giác anh ta dành cho em nó chưa lớn nó thậm chí nó có thể thấp nữa ok rồi anh ta quay lại rồi gia đình chửi bới cự nữ gì đó rồi sau đó không chấp nhận anh ta lại quay lại với em thì khi anh ta quay lại với em không có nghĩa là việc của em nó đang là đang là không yêu nhiều hay là không có cảm giác yêu bây giờ thành yêu mà là nó quay lại cái thời điểm cũ nó quay lại cái thời điểm mà lúc anh ta đi tức là nó vẫn làm như vậy đó rồi anh ta nói anh ta sai và anh ta xin lỗi chính xác đối với người bình thường chúng ta dùng cái tiêu chuẩn đạo đức của cái quan hệ tình cảm là làm như vậy là sai nhưng mà nha về về mặt cảm giác về mặt sinh học cảm giác yêu thôi á đó, mình đóng khung cái phần cảm giác yêu mình không liên quan tới xã hội trách nhiệm hay là đã từng quan hệ tình dục hay gì đó mình gạt hết cái đó ra mình chỉ nói ở trong cái cảm giác yêu thì anh ta không có gì sai cả và không cần phải xin lỗi. OK, anh nói cái này để em hiểu được là cái quan trọng ở đây là cái phần cảm giác yêu chứ không phải là à, à, anh anh đã quan hệ với em bây giờ anh chạy qua nhỏ kia thì anh xin lỗi. Cái đó là về mặt xã hội, về liêm sĩ, về những cái giá trị khác của con người chúng ta, về mặt văn hóa, về trách nhiệm của lời mình nói ra, thì cái đó anh ta nhận là lỗi và đúng. Nhưng mà cái đó lại không quan trọng trong cái cảm giác yêu. Cái cảm giác yêu nó là nó và nó không bị anh bởi thằng nào cả và nó mạnh hơn tất cả những thứ khác trên đời nó mạnh hơn tài chánh luôn có những người là tức là có thể bỏ tất cả để tới cái người mà mình mà mình yêu nó mạnh hơn tài chánh hoặc là yêu một người không có tiền ok không có gì luôn vẫn yêu được mà nó mạnh hơn cả về văn hóa xã hội tức là sao biết ông thiên hạ nói gì kệ họ tú quan tâm gì nữa nó mạnh hơn cả gia đình tức là cha mẹ bây giờ từ cũng vẫn sách giỏ đi theo anh đó. rồi gì nữa thậm chí mạnh hơn tôn giáo luôn tức là có những người đã được thụ phong hay là tới những cái vị trí quan trọng ở trong cái cuộc sống tâm linh hay là trong cái uh, gọi là cái thế giới tâm linh họ vẫn hoàn tục tức là họ chấp nhận bỏ hết có biết là nếu mà nói về phần bên đạo công giáo thì mình không có rành bên những cái đạo khác tuy nhiên đạo công giáo để được gọi là tới giả sử tới cái vị trí gọi là linh mục là họ phải phải là tiến sĩ thần học họ phải học nhiều lắm á họ phải học tiến họ mới họ học về tâm lý nhiều lắm họ phải là tiến sĩ thần học họ phải được qua thử thách một thời gian thử thách đó và họ phải qua những cái nghiêm ngặt đó, cái cái sự thử thách nghiêm ngặt đó, họ mới được thụ phóng linh mục. Và họ sống cái cuộc đời đó một cái thời gian để trong cái thời gian là linh mục, họ liên tục họ tu liền. Ấy vậy mà một số nhỏ và điều này nó không có tính phán xét mà chê họ đâu. Họ vẫn là người. Trong cái con đường tu hành, họ vẫn là một con người. Ok, họ cố gắng như vậy, họ đã giỏi lắm rồi. Nhưng mà cũng có một số nhỏ uh, người ta vẫn yêu và họ chấp nhận bỏ luôn cả những cái mà họ đã xây dựng thì anh nói cái này để cho em thấy là cái cảm giác yêu nó là nó và nó mạnh má ơi luôn á và nó không chịu thằng nào thắng nó chưa á một khi nó đã tới nó mạnh lắm tại vì sao anh nói lại nó nằm trong não bò sát nó được thúc bởi sự sinh tồn ok cho nên là anh nói vậy để em biết được rằng cái đừng nghĩ là người ta xin lỗi người ta nhận sai đó là sự bảo đảm của hạnh phúc hoàn toàn không cái cảm giác yêu nó là nó nó là một phần riêng và nó quyết định những thằng kia chứ những thằng kia không quyết định nổi nó ok bây giờ em nói là em rất mơ hồ và em không biết nên làm gì để xây lại cảm giác yêu em ơi nó có gì đâu mơ hồ anh vừa mới giải thích cho em là nó là như vậy anh ta chưa có yêu em bây giờ cảm giác yêu nó không xây lại theo kiểu em xây như thế nào mà cảm giác yêu đó nó được đến từ việc em xây em như thế nào chứ không phải em xây cái mối quan hệ đó cái mối quan hệ đó không có khái niệm xây ở trong thời kỳ hẹn hò mà là em xây em như thế nào để em trở thành cái phiên bản mà thằng cha kia có thể yêu em được cái đó là cả một cái lớp đường tới trái tim chàng đó là cả một cái bút kem chân dung người phụ nữ quyến rũ tại vì cái phiên bản của em mà nếu tạm gọi là em xây được thì trong đó em sẽ thấy là bao gồm kiến thức bao gồm cái, những cái nhận thức mới tư duy mới bao gồm những cái từ đó hiểu ra cái giá trị nó nằm chỗ nào cảm giác yêu được xây như thế nào sự khác biệt của nam và nữ như thế nào rồi tức là rất là nhiều thứ cái cảm giác yêu người đàn ông nó được nó được tạo ra như thế nào khi nào thì họ yêu một cái cô gái họ cần phải làm gì cái gì họ phải trải qua để họ yêu cô gái tức là khi mà em làm được tất cả những cái đó rồi bản thân em hiểu về giá trị bản thân em tươi vui em hạnh phúc em đẹp em xinh xắn em tương tác tích cực cuộc sống xung quanh em là những cái niềm vui đại loại vậy đó thì khi em đúc ra được con người em tất cả những cái thứ đó thì lúc đó cái cảm giác yêu quanh ta đến với em nó mới đúng là cái nó nên xảy ra do đó là ở đây nó không phải là quá trình em xây lại cảm giác yêu cho anh ta mà là quá trình em đúc lại bản thân mình trở thành cái người phụ nữ mà anh ta có thể yêu được đó. Chứ mình không thể nào đào dùng cái gọi là để tôi xây cho anh cảm giác yêu. No way, thời kỳ hẹn hò nó không xây bằng cái đó. Thì em quay lại những cái hành xử trong quá khứ của em đi. Những cái gì mình đã làm để mà một năm hơn nó ra như vậy. Là những cái không nên làm đó. Đó cần phải có kiến thức tại vì cái này rồi nặng về kiến thức rõ ràng. Câu hỏi đó của em là câu hỏi về kiến thức chứ không phải câu hỏi về tình huống tình huống này nó đã xong rồi anh ta về anh ta xin lỗi ta không có để tư vấn do đó là cái đó là phạm trù kiến thức của anh chỉ cho em cái phần đó để em biết chỗ mà em học thôi em quen một người sau một tháng nhận làm người yêu sau đó người kia nhạt dần giờ phải hành xử thế nào cho đúng cảm ơn anh thấy hồi nãy lúc đoạn đầu ông coi lại đoạn đầu cái livestream anh vừa nói cảm giác chinh phục á đây anh cho em cái ngưỡng này thôi sau một tháng nhận người yêu anh ta nhạt em ơi khi em nhận là người yêu á em đổ anh không biết em làm cái gì nhưng mà Em chỉ nói là em nhận là người yêu thì anh mở ngoặt cái chữ nhận là người yêu trong đó nó có những cái hành động gì đó nó có tính chất là đổ mà khi em đổ thì cảm giác yêu anh ta tụ anh ta cảm giác yêu chỉ say trong lúc eo đuổi lúc chinh phục mà bây giờ đổ thì anh không cần phải chinh phục rồi đó sau đó thường là hốt ok hốt thì tụt nhanh chứ gì rồi anh ta tụt anh ta đi bây giờ hành xử như thế nào cho đúng em hành xử đúng chưa chắc là anh ta sẽ quay lại em hành sẽ đúng anh ta có thể quay lại nhưng mà vẫn chưa chắc là sẽ xây cảm giác được nữa tại vì cái rung động nó qua rồi bây giờ cái em cần làm là em vẫn phải thay đổi bản thân em tại vì nếu không em gặp người đàn ông xong em cũng bị y vậy và bởi vì em mới nói với các bạn là nó xảy ra hoài và em thấy cái câu là mình là ai quyết định cái mình có nó quan trọng lắm nên nhớ tình trong cuộc sống tình cảm nó không phải hên xui đương nhiên nó có giống như là một người như này. bây giờ bây giờ anh nói các bạn một cái ví dụ đi em là người biết mua biết mua cá này em có kiến thức và em có kỹ năng tức là em là người biết thì bây giờ anh tướng người ta nói anh tướng ơi mua cá nó hên xui lắm giả sử một người không có kiến thức thì mua hên xui thiệt thật sự người không biết gì lại mua hên xui nhiều khi mua cá chát không biết tức là mua con cá bị hư không biết nhưng mà người có kiến thức thì không thể nào lừa họ được theo kiểu đó thế thì em nói là anh tướng ơi, nó vẫn có hên xui tại nhiều khi chợ có bữa nó không có cá tốt chẳng hạn sao ok Chợ không có cá tốt, họ vẫn biết là chợ không có cá tốt và họ vẫn có thể quyết định là không mua. Tại vì họ biết, còn cái người mà không biết nè, họ ra họ mua chúng cái con cá ương mà không biết nhiều khi bà bán qua nói à cá này là cá tốt, cá này là cái cá ngon nhất. Mà tôi để dành từ sáng tới chiều không có ai lấy được hết. Tôi để lại cho anh cá tốt nó ủa vậy hả, quan trọng vậy hả? À, rồi mua dạng cá ương mà không biết. Nó chỉ là mình không biết, mà nó không có kiến thức, mà nó kỹ năng mà nó biết. Ở đây cũng vậy. Cái em cần hành xử như thế nào? nó chính là cái phần kỹ năng mà kiến thức em phải học bây giờ hành xử làm sao anh chỉ cho em được hôm nay em nói anh là anh nói với em là à anh ta nhắn tin em thì à, em phải nhờ, nhờ, chờ nửa tiếng đúng nửa tiếng em trả lời sao cái đó nó không phải là đúng mà nếu em nói như vậy thì em phải trả lời liền cũng chưa chắc đã là đúng cái hành xử nó là một cái gì đó linh động đến từ cái giá trị bên trong của em nếu em biết thì em sẽ tự ra được cái hành xử đúng nó hành xử nó có cách tỷ cái hành xử nhắn tin nè rồi nhắn tin buổi sáng nhắn tin buổi trưa nhắn tin buổi chiều nhắn tin buổi tối nhắn tin nửa đêm nhắn tin ngay giờ ngọ nhắn tin vào giờ thình giờ tí giờ giờ sủ dần mẹo thần tị ngọ mùi thân dậu chó heo anh ta nhắn vào giờ nào đó rồi anh ta nhắn cái câu a hay câu b anh ta nói nhắn chào hay là anh ta nhắn hỏi thăm hay là anh ta nhắn hỏi ăn trưa chưa hay là hỏi buổi chiều chưa hay anh ta nhắn lộn là à sinh nhật của em qua em chơi vui không mà hôm qua sinh nhật của em đâu phải hôm qua đâu anh ta chắc nhắn nhỏ nào đó lộn hay là gì đó đại loại gì đó nó cả tỷ cái tình huống ở trong nội nhắn tin không làm sao anh chỉ cho em được hành xử Anh thấy đúng không cho đó là để cho em biết hành xử em phải có cả một cái khối đó. thì lúc đó em lựa cá cá gì em cũng biết lựa tình huống nào em cũng biết lựa nó đơn giản vậy thôi nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh còn ở tiếng anh đó là chữ subscribe sau đó là hiện ra cái chuông bấm vô cái chuông luôn mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa bye bye